sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục. Chúng con cậy vì dân Chúa nhân từ cho các đám linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Thứ ba thì gần Đức Bà, xin Đức Chúa Giêsu nơi hàng đa. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Chúng con cậy vì dân Chúa nhân từ cho các đám linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Thứ năm thì gần Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Xin cha cho chúng con hôm nay lên một hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa cho tan dỗ, xin tin chúng con ta khỏi sự dữ. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Chưa trên cây rồi yeah.
Nhân dân thánh lễ chiều hôm nay xin cộng đoàn hiệp ý với vợ và các con xin hiệp ý với gia đình chị Khân, hiệp ý với gia đình bà Trường, hiệp ý với gia đình bà Nhơn, hiệp ý với gia đình Trường Lan, hiệp ý với gia đình Phùng Ngọ Phùng Nga, hiệp ý với gia đình Long Ngọc, hiệp ý với gia đình Tân Loan, hiệp ý với gia đình Mười Thành, hiệp ý với chị Lời, hiệp ý gia đình Nghiệp Phường, hiệp ý với gia đình Phạm Mẫu, hiệp ý với gia đình Mèo Nga, hiệp ý với gia đình Bình Tuyết, hiệp ý với gia đình chị Ngọc, hiệp ý với gia đình Đạt Tuyền, hiệp ý với gia đình Đức Mẹ Đi Viếng, hiệp ý với đoàn xe Nhật Tân, hiệp ý với bà Di, hiệp ý với chị Hằng Sông Mỹ, hiệp ý với chị Hoa, hiệp ý với gia đình Nghi Trinh, hiệp ý với gia đình Nhật Linh, hiệp ý với gia đình Nghĩa Hoa, hiệp ý với gia đình Son Thư, hiệp ý với gia đoàn Gò Đền, hiệp ý với gia đình bà Tuyết, hiệp ý với gia đình Sân Thế, hiệp ý với gia đình Viễn Hiển, hiệp ý với giáo sư Sông Mỹ, hiệp ý với Trần Thị Diên, Trần Thị Diền, hiệp ý với một người ở Chợ Mới, hiệp ý với gia đình Minh Nghiêu, hiệp ý với một gia đình, hiệp ý với đoàn Hình Hương Chợ Mới, hiệp ý với nhóm giáo sứ Hồ Diêm, hiệp ý với chị Lan ở Quảng Sơn, hiệp ý với anh Hai Sinh, hiệp ý với cộng đoàn giáo sứ Sông Pha, hiệp ý với cộng đoàn giáo sứ Thạch Hà, hiệp ý với chị Lê Sông Mỹ, hiệp ý với bé Thủy Dương, hiệp ý với bà Sáu Ái, hiệp ý với gia đình Ly Tươi, hiệp ý với gia đình chị Liên Tiểu Phong, hiệp ý với gia đình Luận Nguyệt, hiệp ý với gia đình Thơ Thu, hiệp ý với chị Hồng, với bà Thiền, hiệp ý với chị Yến, với chị em Phượng Dũng, với gia đình Huyền Hoa, hiệp ý với chị em ở Vĩnh Bình, hiệp ý với gia đình Chữ Bích, hiệp ý với chị Liên Sông Pha, hiệp ý với gia đình Tất Tuyết, hiệp ý với một người sinh, hiệp ý với gia đình Đức Mẹ đi cộng đoàn đi viếng, hiệp ý với gia đình Khôi Bình, hiệp ý với đoàn Hương Thủy Lời, hiệp ý với gia đình Hùng Quang, hiệp ý với gia đình Bình Thương, hiệp ý với gia đình Thắng Phùng, hiệp ý với gia đình chị Huyền Phân Rang, hiệp ý với gia đình Bốn Thúy, hiệp ý với gia đình Linh Thưởng, hiệp ý với gia đình Bình Lành, hiệp ý với gia đình Trưởng Thời, hiệp ý với gia đình Nhàn Nhiễm, hiệp ý với chị Tức, hiệp ý với gia đình Kim Hồng, hiệp ý với chị Hương Quảng Sơn, hiệp ý với chị Hường, hiệp ý với gia đình Diền Phê, hiệp ý với gia đình Sáng Thương, cùng hiệp ý với những người sinh chúng ta dâng lên mẹ trong thánh lễ ngày hôm nay. Xin mẹ yêu thương đón nhận tất cả những ý nguyện cầu của chúng ta dâng lên Thiên Chúa, để xin Chúa yêu thương chúc lành và ban ơn cho mỗi người chúng ta. Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, chiều hôm nay ngày 13 tháng 6, chúng ta lại đến trước linh đài Đức Mẹ Maria. Chúng ta trước hết, chúng ta cầu nguyện cho sự hòa bình và bình an trên toàn thế giới, đặc biệt ngày hôm nay ở đất nước Ukraine và Nga đang chiến tranh, và rất nhiều người đã phải để mạng lại tại đất nước của mình. Nhiều người con mất đi những người cha, người mẹ, nhiều người vợ mất đi người chồng, nhiều người phải di tản rời xa quê hương, tan tác tất cả. Chiến tranh vẫn còn đó trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây trong bối cảnh mừng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, trong bối cảnh chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Mẹ cũng cầu nguyện, mẹ cũng nguyện xin và mời gọi tất cả chúng ta, trước hết hãy sám hối trở về với Thiên Chúa, hãy đón nhận tình thương của Thiên Chúa, và nhất là hãy lần chuối để cầu nguyện cho hòa bình được ơn trở lại, cho mọi người được sống trong bình an. Thế giới vẫn còn chiến tranh. Chiến tranh không phải trên thế giới, mà ngay chính trong lòng mỗi người chúng ta, ngay chính trong gia đình của chúng ta. Ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta vẫn bất an, vẫn lo âu, vẫn lo lắng với biết bao nhiêu kèn to sâu xé đấu tranh trong cuộc sống của mỗi người.
chúng ta dâng lên Mẹ tất cả tâm tình hiếu thảo của mỗi người chúng ta, để xin Mẹ thương, chúc lành, ban ơn, nâng đỡ, ủy an và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, nhất là chúc dẫn dẫn chúng ta đến với Chúa qua Mẹ Maria, để ơn của Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta và bình an sẽ được lặp lại trên thế giới và trong lòng một con người chúng ta. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta xin Chúa tha thứ tất cả những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta, nhất là giờ đây trong dịp hành hương này, anh chị em dành những giây phút yên lặng để xưng thú tội lỗi, để đón nhận ơn bí tích hòa giải, để chúng ta đón nhận ơn lành của Chúa qua Mẹ Maria. Tôi thu nhận lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin chân và Maria xuống đời đồng chinh, cả thiên thần, cả thần và anh chị em. Chúng ta cần giây phút tin lành để xưng thú tất cả tội lỗi của chúng ta, để chúng ta đón nhận bí tích hòa giải. Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sự sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Thiên Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho anh chị em ơn tha thứ và bình an. Vậy tôi tha tội và tha và cho anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta đọc một kinh kính mừng để làm việc đền tội chung. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Thiên Chúa là Cha nhân từ, con muốn Chúa khi chịu khổ hình thâm xa, đã đặng thân mẫu người làm hiền mẫu chúng con, nhờ thân mẫu đem hiến tình yêu mến mà công tang với Chúa con trong công trình cứu độ. Xin cho Hội Thánh được thêm nhiều con cái từ khắp muôn dân và mừng vui vì đàn con ngày càng thêm thân thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và Đại Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Gia-ca-ri-a. Chúa phán: Hỡi thiếu nữ Si-ôn, hãy ca tụng và hân hoan, vì này đây ta đến từ giữa ngươi. Trong ngày ấy sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa, họ sẽ là dân ta và ta sẽ ngự giữ ngươi. Ngươi sẽ biết rằng Chúa các đạo binh đã sai ta đến cùng ngươi. Thiên Chúa sẽ chiếm lấy Giu-đa làm sản nghiệp của người trong thánh địa, và sẽ còn tuyển chọn Giê-ru-sa-lem. Mọi xác phàm hãy thinh lặng trước nhan thánh Chúa, vì người đã trỗi dậy trong thánh thần của người. Đó là lời Chúa. Thank you.
Nói thật với anh chị em, tôi đọc rất nhiều những lời khấn xin của anh chị em viết vào bỏ vào trong các tụng khấn xin. Hầu hết tất cả những người mẹ và những người đến đây xin với mẹ là xin cho gia đình con được bình an, xin cho gia đình con được hạnh phúc, xin cho con cái con biết sống đạo đức, xin cho con cái của con biết nghe lời cha mẹ, xin cho con cái của con được hiếu thảo, sống hiếu thảo với cha mẹ. Anh chị em xin tất cả với trái tim của một người cha người mẹ, xin cho gia đình của mình, xin cho con cái của mình. Phải nói là đó là lời xin rất đi từ cõi lòng với trái tim của một người chúng ta, một gia đình mình. Nhưng tôi thiết nghĩ anh chị em, chúng ta hãy xin điều này. Đó là xin cho con biết rằng Chúa yêu con, và xin cho con biết yêu Chúa. Xin cho con biết rằng mẹ yêu con, và xin cho con biết yêu đến mẹ. Tôi thiết nghĩ rằng khi anh chị em và tôi, chúng ta xin cho mình được biết Chúa yêu chúng ta như thế nào. Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài tạo dựng vũ trụ này cho chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài dùng đến tất cả những gì vũ trong vũ trụ này cho chúng ta và vì chúng ta. Và Ngài yêu chúng ta hơn thế nữa, khi chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa, Ngài đã ban chính con một của Ngài cho chúng ta. Và Chúa Giêsu Ngài thể hiện cái tình yêu đó đối với một người trong chúng ta. Và Ngài nói rằng không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của Đấng đã hiến dâng mạng sống của mình vì chúng ta và cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta như thế. Và chúng ta xin cho con được nhận ra tình yêu của Chúa. Và chắc chắn khi chúng ta nhận ra Chúa yêu chúng ta như thế, chắc chắn mỗi người chúng ta có thái độ sống khác, có một thái độ sống bình an hơn. Chúng ta sống tin tưởng hơn, chúng ta sống tốt lành hơn, vì chúng ta biết rằng bên đời của chúng ta còn có Chúa. Chúng ta xin với Chúa, xin cho con, xin với mẹ cho con biết mẹ yêu con. Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay, con ơi, đây là mẹ của con. Mẹ không phải là mẹ của ai khác, mà mẹ của chính con, mẹ chính của một người chúng ta. Đây là mẹ của con. Chúng ta thử nghĩ, lục nghĩ cái câu nói của Chúa Giêsu nói với chúng ta, vấn đề nói với chúng ta rằng đây là mẹ của con. Cái lời ấy nói với chúng ta tình mẫu tử của mẹ. Và tôi muốn nói với anh chị em điều đó ngày hôm nay. Đó là chúng ta xin với mẹ cho chúng ta biết mẹ yêu chúng ta. Mẹ yêu chúng ta vì chúng ta là con của mẹ. Chúng ta thấy tình yêu đó được thể hiện rất rõ nét trong cuộc đời của Chúa Giêsu và của mẹ. Nên ngày hôm nay chúng ta xin với Chúa, với mẹ cho gia đình con được bình an, cho gia đình con được hạnh phúc. Điều đó là lời xin như thế. Nhưng không có nghĩa là khi chúng ta xin cầu xin sự bình an, cầu xin hạnh phúc là chúng ta không có đau khổ, không có thử thách trong cuộc đời. Không phải. Chúng ta nói mẹ Maria là người hạnh phúc nhất trên trần gian, mẹ bình an nhất trần gian, không có nghĩa là mẹ không trải qua những đau khổ thử thách trong cuộc sống. Phải nói rằng trên trần gian này không có ai trải qua những đau khổ thử thách như mẹ Maria. Ngay khi đón nhận lời xin vâng của Đức Thần nói với Đức Mẹ, thì Đức Mẹ bắt đầu vặt cây thánh giá. Ngài bắt đầu đón nhận đau khổ trong cuộc đời của mẹ, mà phải nói rằng không ai trên trần gian này trải qua đau khổ như mẹ Maria. Và vì mẹ quá trải qua nhiều đau khổ thử thách trong cuộc đời, nên mẹ rất cảm thông đến với những ai sẵn đau khổ, và mẹ sẵn sàng cứu giúp, nâng đỡ, ủy an những ai đau khổ chạy đến với mẹ. Và chúng ta thấy hình ảnh đó khi mẹ đón nhận lời truyền tin, mẹ đã khăn gói lên đường đi phục vụ người chị họ Elizabeth. Mặc dù như chị họ đó không bao giờ mở miệng nhờ mẹ Maria. Rồi chúng ta thấy cái hình ảnh thứ hai, đó là trong tiệc cưới Cana. Khi thấy con của mẹ, khi thấy người chủ tiệc đang phải hết rượu,
sẽ gặp những tai ương, tai họa xảy ra trong tiệc cưới. Mẹ đã can thiệp ngay, vì mẹ biết những đau khổ đó đã trải qua trong cuộc đời của mình. Và vì mẹ trải qua trong cuộc đời của mình quá đau khổ, nên mẹ rất ngày càng biết những khổ đau của con người chúng ta. Để rồi nhắn gửi chúng ta là mẹ luôn luôn yêu thương chúng ta, mẹ luôn luôn đồng hành với chúng ta trong bước đường, mẹ luôn luôn dõi bước với chúng ta. Và điều đó chúng ta thấy suốt 2000 năm qua, mẹ vẫn dõi theo từng bước chân của một người chúng ta trên trần gian. Nhất là khi con cái của mẹ gặp những đau thương, gặp những tai ương, gặp những vất vả trong cuộc đời, mẹ vẫn hiện ra để an ủi, đỡ nâng chúng ta. Vì sao vậy? Vì đây là con của mẹ, và vì đây là mẹ của con. Cái câu mà Chúa Giêsu gửi gắm thêm với giáo hội, gửi gắm cho chúng ta với mẹ Maria, và nói với mẹ rằng đây là mẹ của con. Anh chị em, câu đó nói với chúng ta nhiều thứ, câu đó nói với chúng ta rất nhiều điều. Tôi vẫn nhớ một cái câu chuyện mà xảy ra cũng khá lâu, cách đây khoảng trên 10 năm rồi, khi tôi đi bệnh viện ở Chợ Rẫy. Lúc bấy giờ có một người mẹ có đứa con 6 tuổi và lên cơn co giật, và đứa con đó đã chết. Khi được người mẹ bồng đứa con trên tay, đứa con đã chết rồi, nhưng bà la lên, bà chạy hết đầu này đến đầu kia, đồng cầm ôm ẩm đứa con trên tay, và chạy đến kêu cứu bác sĩ này, kêu cứu người kia, và cứ nói trên miệng mình một câu: bác sĩ ơi, xin cứu giúp con tôi, xin cứu con tôi. Và lao lên cả cái bệnh viện, ai cũng phải chăm nhu. Nhưng rồi người ta đều lắc đầu, người ta lắc đầu và người ta khuyên bà: chị ơi, thôi đừng khóc nữa, đừng la nữa, nó đã chết rồi. Nhưng người mẹ ấy không ngừng, người mẹ ấy vẫn ôm đứa con mà la lên và nói rằng: vì đây là con của tôi, vì đây là con của tôi, con của tôi không muốn xa con tôi không muốn con tôi chết, tôi không còn muốn con tôi đâu, vì con là đây là con của tôi. Người mẹ đó đã khóc và đã gào thét lên như thế. Để rồi hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta: đây là mẹ. Thì tôi muốn gắn gửi với anh chị em và tôi cái tâm tình này. Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta: thưa, đây là mẹ của con, thì Chúa nói với chúng ta như thế này. Chúa nói với chúng ta: dẫu trên đời này không còn ai yêu thương con, thì con đừng quên rằng con còn có mẹ. Nếu trên đời này không còn ai hiểu đến con, thì con đừng quên rằng con còn có mẹ. Nếu trên đời này không ai, ai cũng bỏ rơi con, không còn ai ở bên cạnh con, thì con đừng quên rằng bên đời con còn có mẹ. Đây là mẹ của con. Và tôi thiết nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta đến đây với mẹ Maria vì đây là mẹ của con, và chúng ta là con của mẹ. Chúng ta thấy điều đó xảy ra và rất nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn nói điều này để rồi khi có một cái bài hát nói như thế này: khi tôi đau khổ, tôi biết cảm thông với người khổ hơn. Khi tôi nghèo đói, tôi mới biết đói nghèo là thế nào. Khi tôi cô đơn, tôi mới biết sớm chia với người thân này. Mẹ Maria đã trải qua tất cả những điều đó. Mẹ đã trải qua những đau khổ nhất mà không ai trên đời này có thể đau khổ như mẹ. Vì mẹ đã trải qua quá nhiều đau khổ, nên mẹ mới cảm thông, mới mẹ mới thấu hiểu, và mẹ sẵn sàng nói với chúng ta như vậy. Mẹ sẵn sàng ban ơn, mẹ sẵn sàng cứu giúp cho những ai đến với mẹ. Vậy tôi mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta đứng lên để chúng ta dâng lên mẹ tấm tình hiếu thảo của chúng ta. Chúng ta dâng lên mẹ với tất cả những lời cầu xin của chúng ta. Và
và chúng ta dâng lên mẹ với tất cả tâm tình và tất cả những ý nguyện của chúng ta lên mẹ, để nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con là con của mẹ, và mẹ ơi, mẹ chính là mẹ con. Xin mẹ yêu thương con, chăm sóc con, hướng dẫn con, nâng đỡ con trên hành trình dẫn tới đây. Con đến trường của đời sống. Xin cho mỗi thành phần dân Chúa biết nỗ lực hoàn cải đời sống mình nên giống Đức Kitô, để tình yêu cứu độ của Chúa lan tỏa và rơi ấm thế giới này. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hãy tôn sùng trái tim mẹ. Xin cho lòng sùng kính mẹ Maria của người Công giáo Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc làm bề ngoài, nhưng biết nơi gương mẹ mà xóm trọn niềm tin nơi Chúa và lòng mến với tha nhân. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy siêng năng lặt hạt mân côi. Xin cho tất cả mọi thành phần dân Chúa biết bồ mến việc lặt hạt mân côi, để nhờ mẹ mà vững mạnh trong đức tin và đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chuỗi bánh côi chính là sợi dây liên kết mỗi người với mẹ Maria. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết yêu mến chuỗi bánh côi và bắt chước các nhân đức tròn hào của mẹ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ rất thân là Đức Trinh Nữ Maria. Xin giúp chúng con biết noi gương mẹ, một lòng tin tưởng vâng phụng thân y Chúa, và nhất thần cầu nguyện hy sinh cho phần rồi tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đấng Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ hồi tay cha, để ta cùng tôn vinh dân Chúa và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lời Chúa xin chấp nhận của lễ chúng con dâng và biến thần vi tinh cứu độ. Xin dùng bí tích này mà đốt lên trong tâm hồn chúng con xin ngọn lửa yêu mến của Đức Trinh Nữ Maria, và nhờ đó chúng con sẽ đứng cùng với người đồng tâm nhiệt tình hơn vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đấng Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, Chúa thánh là Đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa
thân hoa những vua lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đóng mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nôn vì các con. Cùng môn thể thương ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đương tha tôi. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lời Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mây, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lời Chúa xin đón nhận bao ý nguyện cầu mà mỗi người chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ hôm nay, cùng với các linh hồn theo ý của những người cầu, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng đường sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thánh bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ân sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Tin Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Tin Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dâng bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chăm tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh đường bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Chúa ban một lời.
ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời dòng chúc anh chị em đi bình an. Quyết đôi vai.